Bà đã đỡ đau chưa ạ? Cảm ơn bà. Mô Phật, tôi đau đã quen rồi. Đã quen nên không thấy đau nữa. Tôi thì cứ cháy nắng trở trời, tôi đau tức hết cả lồng ngực. Bà có nhớ mấy quả bom tấn mời sư thầy uống ở cung đường số 6 không? Cả ngày hôm ấy mình đứng suốt đêm để làm cọc tiêu, gần sáng cây gác 53 bị dính bom bi, bà có nhớ không? Đại đội thanh niên xung phong ở cung đường ấy chỉ còn mỗi mình tôi với bà đấy thôi. Chứng gì. Năm nay họp mặt chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi. Vợ chồng cô chú Thiên cũng sắp rộn đầu rồi đấy. Tôi muốn lên Phú Thọ thắp cho cô chú ấy một nén nhang. Thế thằng Địa, nó còn viết thư cho bà nữa không? Mấy tháng nay tôi chẳng nhận được tin tức gì của nó. Nó xạ trị, rụng hết tóc rồi. Tôi cũng đi, hôm nào thư thả tôi sẽ lên Phú Thọ thăm nó. Thế con Liên, nó có biết chuyện gia đình nó không? Thế dạo này sức khỏe của nó thế nào rồi? Nhìn thì vẫn bình thường, nhưng chẳng biết nó đi lúc nào. Giai đoạn cuối rồi bà. Đi ô xin phá hết nội tạng của nó. Cầm cự được ngày nào tốt ngày ấy. Sao bà không để nó ở dưới bệnh viện tỉnh? Tôi cũng đưa đi điều trị, nhưng bệnh viện họ trả, tây không có hiệu quả. Tôi đã mời bác sĩ về khám, chắc chiều họ sẽ tới. Cũng chỉ là liệu pháp tâm lý thôi, nhưng tôi nghĩ không có hiệu quả gì. Khối u ác tính đã phát triển khắp ổ bụng của nó. Chỉ có điều kỳ diệu của tự nhiên, may ra mới giúp nó thoát khỏi căn bệnh trầm trọng. Đến hòa đả tái thế, bây giờ cũng phải chịu thua. Hòa đả có sống lại, cũng không nghĩ rằng có chất độc màu da cam. Tôi nghe nói đầu năm, bà vào Quảng Trị. Thế đã tìm được mộ anh Khoa chưa? Vẫn chưa có tin tức gì. Tôi gửi thư lên mục nhắn tìm đồng đội, họ hứa sẽ giúp đỡ. Hội cựu chiến binh của tỉnh cũng báo tin, chắc trong tuần này sẽ có tin thôi bà ạ. Ngày 27 tháng 7 là tròn 38 năm rồi đấy. Không có ngày giỗ chính xác. Không biết đã được đầu thai hay chưa. Tháng này rau rừng non mơn mởn đây. Bà có nhớ nắm rau rừng hôm mình đi phá bom nổ chậm ở K26 không? Tôi với bà vào rừng bao nhiêu lần hái rau tôi cũng không nhớ nữa. Sau này hết chiến tranh, anh Khoa vẫn thích ăn rau rừng.
có số cả đấy. Nếu anh Khoa còn sống, chắc gì tôi với bà đã ngồi với nhau như hôm nay. Hay là mình tổ chức đi thăm lại chiến trường xưa một lần đi. Các anh ở ban chỉ huy quân sự địa phương đã mấy lần gửi công văn mời đấy. Cuối năm họp hội cựu chiến binh, tôi sẽ đề đạt nguyện vọng. Bà ăn đi. Tôi sợ tôi không chắc đã đợi được đến cuối năm. Bà, dạo này tôi ho ra máu nhiều lắm. Tôi không hề bị nhiễm độc màu da cam, nhưng tôi bị sức ép của bom. Tôi cũng muốn đi thăm, kẻo tất cả sắp trở thành cát bụi cả rồi. Kìa bà. Ô Phật. Thế cô Tuyến định thế nào? Cháu chẳng biết. Cháu không muốn đi lấy chồng. Cháu ở nhà làm ruộng nuôi mẹ cơ. Bố cổ chứ. Ai kiếm cô nuôi? Chỉ có con nhà vô phúc thì mới thế. Con phải đi lấy chồng thì mẹ mới có cháu để bế chứ. Sao hồi trước bố mất, bà nội giục mẹ đi bước nữa, sao mẹ không đi? Bây giờ mẹ lại giục con đi lấy chồng. Bố cổ. Cậu đến bao giờ đấy? Sao không vào đi? Xin lỗi cậu, chúng tôi mải nói chuyện. Dạ, thầy có thư ạ. Chào bà. Chào cô. Thư của hội cựu chiến binh xã Tri Đám với Đoan Hùng. Chắc lại chuyện nhà cái Liên. Mô Phật. Nhà chùa xin cảm ơn cậu. Dạ thôi, cháu xin phép cháu về. À, mời cậu ngồi uống trà đã. Dạ, cháu không biết uống trà. Cậu ăn bắp ngô với nhà chùa. Cháu xin phép cháu về.
cho anh đấy. Cảm ơn anh. Anh có biết phá khóa không? Này. Con cười gì thế? À. Bác sĩ đã đến rồi đấy. Mang theo cả kết quả xét nghiệm. Vâng ạ. Thưa thầy, đây là toàn bộ những kết quả xét nghiệm hôm trước của cháu Liên. Có mẫu sinh thiết phải gửi xuống viện ca dưới Hà Nội. Họ mới gửi kết quả lên sáng nay. Con có ngủ được không? Dạ thưa bác sĩ, con ngủ được ạ. Mỗi bữa con ăn mấy bát cơm? Dạ thưa, 3 bát. Con còn uống thuốc bổ và ăn cả hoa quả nữa. Con ăn và ngủ được thế là tốt. Bây giờ con vào nhà chơi để chú nói chuyện với thầy. Con chào chú. Con chào thầy. Thưa thầy, ác tính thầy nhìn các khối u ác tính khu trú trên ổ bụng, nó đang phát triển rất nhanh. Diễn biến sắp tới sẽ rất phức tạp. Các khối u lớn dần, chèn ép lên dây thần kinh và các mạch máu. Nó sẽ gây đau đớn không theo chu kỳ như trước. Có mổ được không? Tất nhiên là mổ được, nhưng chắc không nên mổ. Tại sao vậy? Hầu như ổ bụng khu trú các tế bào ung thư. Nếu cắt là cắt hết. Vùng bệnh quá rộng, không thể mổ hay xạ trị. Không ai có thể chịu đựng được qua các ca phẫu thuật như thế này. Thầy nên cho cháu Liên ăn uống tốt, tư tưởng thoải mái vui vẻ. Một ngày nào đó không xa, cháu sẽ rời bỏ chúng ta. Tuy nhiên, tôi cũng rất hy vọng vào một điều kỳ diệu nào đó mà y học không thể giải thích được. Hy vọng điều kỳ diệu đó sẽ xảy ra.
nhẫn. Tuần này anh đã lên sớm. Tôi không đi đưa thư. Em cũng vậy. Em không ra đây đợi thư. Thế cô ra đây đợi ai? Em đợi anh đi chứ. Em mang trả anh chiếc khăn. Anh còn nhớ chiếc khăn này không? Cô cứ giữ lấy. Cô cần nó hơn tôi mà. Tại sao em lại cần hơn anh? Là vì cô hay khóc. Mà hay khóc thì cần khăn hơn thôi mà. Anh không bao giờ khóc à? Không. Những lần trước là thư của cha mẹ em đấy anh ạ. Giờ đang là vụ cấy, nhà em bận nên không viết thư. Nhà cô đông người không? 5 người anh ạ. Thế còn anh? Tôi một mình. Không có ai một mình. Là sao? Một mình thì không phải là gia đình. Phải có anh em, cha mẹ thì mới thành gia đình được. Tôi không có gia đình. Chùa được 10 năm rồi đấy anh ạ. 7 tuổi em đã lên chùa chữa bệnh. Tôi thấy cô khỏe mà. Em cũng thấy thế. Nhưng thầy bảo em có bệnh, không được đi đâu xa, cũng không được tiếp xúc với mọi người, không được xúc động, suy nghĩ. Vì thế nên người nhà chỉ tiếp xúc qua thư từ. Bệnh gì mà lạ thế? Không biết. Chùa xa quá, gia đình em không ai lên được, chỉ viết thư thôi. Mà dạo này mùa màng quê em, mọi người bận rộn quá. Sao cô không viết thư cho mọi người? Em không biết viết. Thầy đọc thư nhà gửi cho em mỗi lần nhận. Thầy cũng thay em viết thư trả lời cho mọi người. Thế đã bao giờ cô thử về thăm nhà chưa? Em không nhớ đường, hỏi thầy cũng không nói. Và lại ngày nào em cũng phải uống thuốc do thầy sắc nên không được đi xa. Ở đây vắng vẻ quá, đôi lúc em rất buồn. Thế buồn cô làm gì? Em lên núi. Chín quả núi kia là nhà em đấy. Kia kìa. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng thấy đẹp. Em phải về uống thuốc. Thầy biết em gặp anh thế này lại còn dẫn anh lên núi, thầy sẽ không hài lòng đâu. Ơ.
Kỳ Liên, cô làm sao thế? Liên, Liên ơi, cô làm sao thế này à? Đau quá, em chết mất. Đau quá. Liên ơi, Liên, đau quá. Thường thì một tháng bị đau một cơn như vậy. Dạo này chu kỳ mau hơn, mới hơn 10 ngày mà đã đau. Thầy cũng không biết cô bị làm sao ư? A-di-đà Phật, tôi biết mà làm gì được. Hay ta đưa cô đi bệnh viện? A-di-đà Phật, cậu đã có duyên với nhà chùa, có duyên với cô Liên, cậu nên biết chuyện này. Con người sinh ra không ai tránh được vòng sinh bệnh tử. Cô Liên cũng vậy. Bây giờ nhà chùa chỉ mong sao cô ấy tập trung sức lực để vượt qua trọng bệnh này. Nếu là số thì qua được năm 17 tuổi. Nếu đã là mệnh thì cô ấy phải thuận theo tự nhiên. Ung thư phải không ạ? A-di-đà Phật. Vòng luân hồi không ai tránh khỏi. Hôm nay tôi thấy lòng mình rung động. Tôi đã chứng kiến một sự sống mong manh. Tôi hiểu về chiến tranh và di chứng của nó ở thế hệ thứ hai, những người sinh ra sau vài chục năm của cuộc chiến. Cô Thắm có thư tín. Thư của cô. Dạ. Còn đây là hai quyển sách. Cảm ơn anh. Để em gửi tiền. Hai quyển sách này tôi tặng cô. Thật đấy. Thư chắc là giấy báo thi. Anh Nhân ơi, anh Nhân sợ rồi đấy. Bây giờ thì anh Nhân sợ cái thằng biết sợ cọp. Anh Nhân ơi, đừng giận em nữa. Ngày mai em sẽ trả anh tiền sách. Tôi tặng cô. Cô thi tốt. Ấy ấy, khoan. Cậu đi tuyến cậu Tâm có vất vả lắm không? Tình hình là tuyến ít thư, nhưng đi hơi xa. Không xa đâu, có đi lên núi thì hơi xa thôi. Hôm trước họp hội cựu chiến binh xã, có nhắc tới cha cậu. 27 tháng 7 này xã tổ chức kỷ niệm lớn. Thế ạ. Chỉ tiếc cha cậu mất sớm. Chứ bình xét về công lao thì cha cậu vốn phải được phong anh hùng. Ừ.
Ê chết, lại ăn quân à? Cờ cao không bao giờ để ý đến mấy nước ăn quân tẹp nhẹp. Cậu không thấy nóng à? Cháu không thấy nóng. Vậy hả? Không nóng à? Sao cứ một mình mãi làm gì? Kiếm lấy con bé nào đi. Triều tướng, nào, đi. Bác hết cờ rồi, bác thua rồi. Triều tướng trả này, trả này. Ê, sao lại chơi còi bồ thế? Hoãn, hoãn một nước đi. Quân tử đi, ai lại lừa đảo thế? Ê, thua đi còn bày ván mới. Đã bảo rồi là không hoãn nước chiếu tướng hết cờ. Mày thấy cái tuyến cháu tao thế nào? Còn bé hôm trước vợ tao dẫn sang ấy, cái tuyến ấy mà, mày có thích được không? Thích thì nói mẹ ra lại còn giả vờ. Nó được lắm đấy. Mày đã làm gì nó chưa? Mày mà lấy nó tao cho cái đài. Chị Tuyến ơi! Chị Tuyến! Ây, nóng quá, em không học được. Đi lung tung cho thoáng. Ừ, nóng thật. Chị gội đầu cho em nhé. Muộn rồi. Cái gì cũng gàn. Thôi, gội đầu cho em đi mà. Gội cho em nhé. Nóng lắm. Để chị móc màn cho cụ đã. Nước luồn vào trong ngực áo em, buồn quá. Mày nhìn như con quỷ con ấy. Chị nói cứ như mẹ em ấy. Em bảo nếu lần này con thi không đỗ, con sẽ không lấy chồng, còn bắt chước chị Tuyến ở nhà với mẹ. Mẹ em mắng em con quỷ con, nói năng linh tinh. Mày kém tao có một tuổi mà sao mày hồn nhiên quá. Ngữ mày mà đòi ở vậy nuôi mẹ, chó nó tìm. Chị không tin em à? Em sẽ không lấy chồng. Em quyết thì đỗ bằng được cái bằng, để bố em không nói được là cả đám vịt rời vô tích sự. À, mát quá, sướng quá. Hét to thế. Đêm khuya rồi, hàng xóm họ tưởng mình bị điên. Đấy cái mồm thôi. Chị Tuyến này, chị có thích có con không? Em nghĩ chúng mình chẳng cần phải lấy chồng, cứ đẻ ra một lũ nuôi cho sướng. Lấy chồng như mẹ em ấy, đấy là khổ. Đi làm về đầu tắt mặt tối, phải nuôi chồng nuôi con, rượu say nó lại đánh. Không lấy chồng, mình cua cả một mớ đàn ông. Không phải nuôi chồng, chỉ phải nuôi con thôi. Như vậy có phải sướng hơn không? Hôm qua tao nghe mày nói về đàn ông, cả đêm tao không ngủ được. Ba đồng một mớ đàn ông, chị bỏ vào lòng chị xách đi chơi. Giữa đường quang đứt gánh rơi, chúng bỏ lổm ngộp mỗi nơi một thằng. Mà sao mày nghĩ về đàn ông tệ thế hả Thắm? Mày thử xem đàn bà chúng mình nào có ra gì. Nhưng có lý em tao, nó không giúp việc cho nhà người ta nữa, mà ra ngoài làm gái điếm rồi. Thật thế hả chị?
Ai bảo mà chị biết? Nó viết thư về nói không làm ô xin nữa, mà ra ngoài làm ca ve. Anh Nhẫn đọc thư cho mẹ tao nghe, rồi đi gặp bác tỉnh hỏi ca ve là gì. Anh ấy nói ca ve là giúp phục vụ ăn uống cho nhà hàng. Mẹ tao hãnh diện lắm, đi khoe khắp cả xóm, tao cũng chẳng dám giải thích. Thế anh Nhẫn cũng không biết ca ve là gì à? Anh Nhẫn như tờ giấy trắng. Tao nói thật nhá, tao nhìn cả đám thanh niên mấy xã, cả đám trai phố huyện, không ai được như anh Nhẫn. À, yêu Nhẫn Hâm rồi hả? Cả tao và mày đều biết anh ấy không hâm, anh ấy chỉ hiền và tốt thôi, đúng không? À, hôm trước lên bưu cục xã chơi, thì ra là lên nhà anh Nhẫn chơi đúng không? Lâu nay không thấy đón đường trêu anh Nhẫn, thì ra là như vậy. Con quỷ này yêu Nhẫn Hâm rồi. Nhận đi. Đứng lại. Anh chị. Sư thầy có nhà không cô? Thầy tôi ở trong, mời anh chị vào lễ. Hôm nay trời mưa mà anh chị cũng đi lễ, thật vất vả quá. Không có gì, cảm ơn cô. Chùa có nhiều vong, gia đình họ rước lên để thờ cúng cho mát mẻ. Ông bà kia có một cô con gái rất xinh đẹp. Cô ấy đã tự vẫn vì không lấy được người mình yêu. Ngày ra mở chùa, có rất nhiều người cúng bái dâng hoa. Em thấy anh lên chùa nhiều, mà chưa bao giờ em thấy anh thắp nhang cả. Anh có niềm tin không? Niềm tin là sao? Là tin vào một thế giới khác, thế giới thần tiên, trời Phật và thế giới của người chết. Tôi không biết. Vậy anh có tin người mất đi rồi sẽ phù hộ cho những người đang sống không? Tôi không biết. Anh Nhẫn này, anh có em gái không? Lần trước tôi đã nói rồi, tôi chỉ có một mình. Em cũng chỉ có một mình. Anh Nhẫn này. Sao hả cô? Em sắp đi về một thế giới khác đấy. Em sẽ phù hộ cho anh. Cô không sao đâu. Tôi thấy cô bình thường như tất cả mọi người. Không phải đâu. Em cảm thấy nó đang đến gần. Cái gì đang đến gần? Vùng đất của những người chết. Không, em không chết. Mà sao ta cứ nói mãi đến chuyện ấy thế nhỉ? Em đang làm thuốc à? Em giúp thầy làm thuốc. Từ nhỏ em đã ngồi đây cùng với sư thầy, cứu giúp được biết bao nhiêu người đấy. Thế sao hôm nay em không hỏi là có thư không? Em có thư hả anh?
Không, chỉ có thư của sư thầy thôi. Anh có biết vì sao em không mong thư nữa không? Vì em mong anh đấy. Con chào thầy. Con chào thầy ạ. A Di Đà Phật. Thầy có thư. Trời mưa như thế này mà cậu cũng mang thư tới à? Dạ. Cậu vào trong nghỉ chân. Dạ. Cúng xong thì thụ lộc nhá. Dạ. Cảm ơn thầy. Thầy cho phép con đi dạo quanh chùa. Cậu cứ tự nhiên. À này, từ khi gặp cậu, tinh thần nó khá hơn rồi đấy. Thỉnh thoảng rảnh rỗi, cậu ghé lên chơi với chúng tôi nhá. Dạ. Liên này, hay là anh dạy em viết thư, học chữ nhá. Em sẽ viết thư cho tất cả mọi người trong nhà. Ôi, anh dạy cho em nhá. Bao giờ được hả anh? Ngày hôm nay. Thích quá, thích quá, thích quá. Cái Tuyến cháu gái tôi nó gửi cho cậu mấy quả dứa. Dứa nó tự trồng ở trên đồi nhà nó đấy. Bác tỉnh ngay. Gì thế? Liệu cô ấy có bằng lòng lấy cháu không nhỉ? Tình hình là nó bằng lòng quá đi chứ. Cậu cứ lấy nó đi, tớ đứng ra tổ chức cho. À bác Thịnh. Bác cho cháu hỏi. Có chuyện gì vậy? Hôm trước bác giải thích từ ca ve như thế là không đúng. Cháu đọc trong tờ báo này, ca ve mang một ý nghĩa khác. Thế thì sao? Cậu muốn gì? Cháu muốn biết chính xác xem làm ca ve có nghĩa là làm gì. Làm ca ve là làm đĩ. Còn lý em cái Tuyến đi làm đĩ, mày hiểu chưa? Nhẫn này, dù sao mày cũng phải sang thưa chuyện với nhà người ta. Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi. Hôm nào tiện qua thưa với bà một câu. Người ta có bố có mẹ thì bố mẹ đi hỏi vợ cho. Mày sống một mình thì mày phải tự đi hỏi lấy.
Cô Tuyến này, mẹ cô có nhà không? Mẹ tôi đi vắng. Có chuyện gì vậy anh Nhẫn? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ cô. Chuyện gì thế? Thực ra là chuyện gì? À, tôi... Thực ra... Cô cũng biết đấy. Tôi không quen nói những chuyện kiểu như thế này bao giờ. Nhưng mà em sắp đi đại học. Anh đừng vội vàng quá. Hay để cuối năm anh qua nói chuyện với mẹ em. Được không anh? À không. Hay tôi nói với cô rồi cô về thưa lại với bà nhé. Vâng. Cho tôi xin lỗi mẹ cô. Lần trước tôi giải thích làm cà phê là làm ở nhà hàng ăn uống nhưng không đúng. Thực chất làm cà phê là làm lĩ. Cô có giấy báo lĩnh tiền của cô Lý này. Có cái thư nào gửi lên chùa Tiên không? Chùa Tiên là tuyến số 6. Tuyến đó là của anh mà. Có ai muốn tranh đâu. Ý tôi là có cái thư nào thất lạc thì chuyển lại cho tôi. Con đã viết được chưa? Thầy nghe nhá. Nông ơi, chị viết thư này cho mày. Vì lâu quá rồi, chẳng thấy mày viết dòng nào cho chị gì cả. Thư trước, anh Địa có kể là nếu mày không nhân 6 nhân 3 bằng 16 nữa thì anh Địa sẽ làm cho mày một cái diều thật to để mày thả đấy. Vì thế, ráng mà học. Đừng có thấy nghỉ hè mà mày chơi. Thế hàng ngày, mày có cho con Ti ăn cỏ nữa không? Con Ti thế nào rồi? Phải thương nó đấy. Hồi mẹ mất, nó cho mày sữa. Đừng nghĩ nó chỉ là một con bò cái thôi đấy nhé. Thế buổi chiều, mày có đi bơi với bọn thằng Bách, thằng Nam nữa không? Đừng có bơi xa, đừng có bơi lâu. Mày phải nhớ cái hôm mày bơi xa, rồi mất quần đùi, phải cởi chuồng về nhà đấy nhé. Để con bống hàng xóm nó nhìn thấy hết rồi. Thầy ơi, con viết thư có được không? Hay lắm con ạ. Nhưng để thầy bật đèn cho sáng, không hỏng mắt nhé. Đừng thầy ạ. Con thích ánh sáng của nến. Nó lung linh huyền ảo. Con không thích ánh đèn điện. Biết đọc, biết viết rồi, con có vui không? Vui chứ ạ.
Từ giờ con sẽ tự tay viết thư cho mọi người trong gia đình. Và viết thư cho cả anh Nhẫn nữa. Con thích anh Nhẫn dạy chữ cho con, có phải không? Con thích được gặp anh Nhẫn mỗi ngày. Như thế có sao không thầy? Không sao. Nhẫn là một thanh niên tốt. Thầy, thầy lại ho rồi. Để con đi lấy thuốc cho thầy. Hồi tôi còn bé, có ai ru tôi không nhỉ? Chắc là không, vì tôi chỉ có cha. Mẹ tôi là ai? Tại sao bà bỏ tôi trước cửa bưu điện xã? Tất cả những gì tôi biết về bà chỉ là chiếc lắc bạc bé xíu. Tôi cũng không biết bà còn sống không nữa. Sao hôm nay bỗng dưng tôi muốn tìm kiếm mẹ mình? Chắc tại tôi không muốn một mình nữa. Tôi đang khát khao có một gia đình. Không ai một mình. Một mình không phải là gia đình. Mẹ ơi, con ở đây. Đến tháng 5, tháng 6, làng thu hoạch lúa rồi. Tôi sẽ đi dọc những ô ruộng lúa vàng tìm mẹ. Mẹ ơi, lúa chín vàng khắp cánh đồng. Dân quê vụ mùa năm nay no đủ. Con sẽ tìm cho mình một cô gái, sẽ làm đám cưới. Mẹ hãy về với chúng con. Mẹ ở đâu hả mẹ? Làm sao con tìm thấy mẹ? Mẹ ơi, con ở đây. Con ở đây mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Tám giờ một phút. Xanh bên phải, đỏ bên trái. Nào, đưa đây, thà thắng rồi. Dạ, anh thua. Ôi, dạ, anh thua. Chuyện bình thường ấy mà. Cái ông. Úi dồi. Cái lắc đẹp thế, của ai đấy Nhẫn? Của ai đấy? Của mẹ cháu. Sao bình thường không đeo mà bây giờ mày lại đeo? Đeo lắc để tìm mẹ thôi mà. Ôi, thế mẹ nhận ra ở cái lắc này à?
Hồi bố cháu còn sống, ông dặn rằng khi nào muốn tìm mẹ thì đi trên cánh đồng, đeo chiếc lắc này vào rồi gọi mẹ. Lúc ấy bà sẽ biết mà tìm thấy cháu. Nghe như là chuyện cổ tích ấy. Thế cháu có tin là mẹ cháu sẽ xuất hiện ở giữa cánh đồng không? Mẹ cháu viết trong lá thư gửi cho cháu như vậy. Cô có nghĩ là mẹ cháu sẽ xuất hiện không? Với một đôi cánh chứ. Nhẫn này, cháu có tin vào chuyện đó không? Thế cháu có bao giờ đi ra cánh đồng gọi mẹ chưa? Chưa. Trước đây sao không đi tìm, bây giờ lại đi tìm mẹ? Cháu muốn có một gia đình. Cháu đã sống quá lâu một mình, và cháu nghĩ bây giờ cháu cần có một gia đình. Sao thế? Có mất gì à? Dạ không, cháu tìm thư. Chỉ một lá thư thôi mà. Thư à? Không phải thư của cháu, mà là thư của một cô tên là Liên. Một cô gái à? Nhẫn này, nãy tôi thấy cậu đổi cặp chân, nhìn đồng hồ canh giờ ở cổng. Cháu muốn cho cô Hiền thắng vài hôm ạ. Cậu hay nhỉ. Người ta cố tình làm trò chiêu mình, mà mình lại cố tình làm trò hưởng ứng. Vậy tôi hỏi cậu hâm, hay là mọi người kia hâm? Chào chú cô ạ. Chào chú ạ. Này mọi người. Dạ. Lại đây. Có chuyện gì thế chú? Cậu Nhẫn đang cần tìm một lá thư của một cô gái nào đó. Thế ạ? Chúng ta phải giúp cậu ấy. À. Mặc dù dường như điều này trái với lợi ích của cháu tôi, phải không cậu Nhẫn? Vậy cậu để cô Tuyến cho tớ. Cháu làm ứng cử viên số 2, chú tỉnh nhé. Vớ vẩn ý kiến của một linh tịch. Tình yêu phải để nó tự nhiên phát triển, hợp quy luật. Yêu cũng là phép biện chứng đấy. Cậu viết thư cho cô ấy à? Không. Cô ấy viết thư cho cậu à? Không. Đừng có chối. Nhìn mặt đã thấy đây này. Cậu viết thư tình hả? Liệu có biết viết thư tình không? Không mà. Không. Vậy phải tìm thư do ai viết và viết cho ai? Cô ấy tên Liên. Được rồi. Vậy xem tất cả thư, xem có thư nào ghi là Liên không. Để tìm nhá. Anh Nhẫn cũng phải lấy vợ đi thôi, để lâu càng hâm nặng. Anh em tất cả vỗ tay đi nào. Chồng thế mà khá, tình yêu lãng mạn viết thư cơ đấy. Giấu gì mà kỹ thế hả Nhẫn? Tình hình này cậu này hơi hâm một tí thôi, nhưng mà khá, khá lắm. Chỗ em không có đâu nhá. Chỗ em có này. Đặng Thị Liên gửi Trần Đình Toán. Đây là bà Liên, mẹ ông Toán, gần 70 tuổi rồi. Phạm Văn Liên, công ty giống cây trồng. Có phải mấy người này không hả Nhẫn? Có phải không? Thôi, sao thế? Tôi đi đây. Tôi không cần mọi người tìm nữa đâu. Anh Nhân ơi. Khi bị hôn mê thì cứ nghe những tiếng văng vẳng ở bên tai, người cụt tay cụt chân, và rồi người thì là khóc lóc. Cho nên là những cái giấc mơ đó đã hiện lên bản thân tôi. Mà nhiều khi trong những khi mà tôi làm như vậy, tôi cũng thốt ra hẳn những lời nói. Năm tháng sống ở Trường Sơn, 6 tháng ngủ mưa, 6 tháng ngủ khô. Em nhớ nhất là cái khi ở trên cao điểm 12, khi làm về rất là... Ở đường 12 cứ thắng, thì khi đi làm về thì rất là mệt nhọc. Thế là chúng em mới đi về qua cái đoạn suối đó, thì chúng em hai năm rồi mang về. Thế gặp một cái ớt, thế em mới lại lanh đây, thế là
em mới mang em cuốn một cái lá giấy em đẩy lên cây ớt của em. Thế là hai đứa giấu đi để cho các bạn ấy nhìn thấy vậy ra hai trộm để cho chúng em ra không còn nữa, chúng em khóc, chúng em đứng lên. Thank you.